Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, công tác đảm bảo an toàn trong khai thác chế biến khoáng sản luôn là vấn đề được quan tâm đặt lên hàng đầu đối với mỗi đơn vị doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Thái Nguyên là tỉnh có nhiều mỏ khai thác chế biến khoáng sản đang hoạt động. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa chất thải luôn được chú trọng. Ghi nhận tại một số đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong cơn bão số 3 vừa qua, tại khu vực Khuẩy Đen, thôn Bản Nhường, xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, sự cố sạt lở và vỡ đập bùn thải quặng kẽm trì của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn đã xảy ra. Sự cố đã khiến hàng nghìn tấn bùn thải chứa kim loại nặng, chất thải độc hại tràn ra khu vực xung quanh, gây ảnh hưởng lớn về môi trường và cuộc sống của người dân. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn tại các hồ đập chứa chất thải trong quá trình khai thác khoáng sản, đặc biệt là thời điểm trong mùa mưa bão. Tại mỏ sắt Tiến Bộ thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, hồ chứa quặng đuôi có sức chứa trên 3 triệu mét khối bùn thải. Hiện nay, hồ mới chứa hơn 1 triệu mét khối, chiếm hơn 1/3 khả năng chứa của hồ. Nắm bắt tình hình thời tiết có diễn biến bất thường và kế hoạch đảm bảo an toàn khai thác hàng năm, mỏ sắt Tiến Bộ đã tiến hành nhiều giải pháp an toàn từ trước mùa mưa bão như hạ thấp mực nước trong đập chứa, khơi thông hệ thống thoát nước sau đập. Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban phân xưởng, rồi củng cố các vị trí sung yếu, rồi đặc biệt là các công trình kiên cố, rồi nhà xưởng, rồi hồ đập, chúng tôi dừng sản xuất và hạ thấp mực nước, rồi khơi thông mương rãnh thoát nước, rồi cắt tỉa cây cành để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mưa bão vừa qua. Đội phòng chống lụt bão chúng tôi là duy trì thường trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ các cái vật tư, phương tiện, ô tô, máy xúc, máy bơm, máy phát điện để ứng cứu kịp thời các cái tình huống có thể xảy ra. Tại công ty Than Khánh Hòa là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác than, nên khu vực bãi thải chiếm khối lượng lớn. Nguy cơ sạt lở bãi thải than khi mưa lâu ngày là rất cao. Các đường mong có nguy cơ ngập úng, sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, bên cạnh việc quan tâm đến vấn đề an toàn lao động, hàng năm công ty đều có phương án, kế hoạch phòng chống tai nạn do thiên tai, nhất là ở những khu vực có điều kiện làm việc đặc thù. Chúng tôi cũng đã thành lập những cái ban chỉ đạo phòng chống mưa bão cũng như chuẩn bị tất cả cái thiết bị, phương tiện để đảm bảo sẵn sàng đề ra các phương án và tổ chức các cái vị trí gác tại các cái vị trí mà sản xuất mà có nguy cơ sạt lở. Thì qua cơn bão số 3 thì công ty cũng đã tổ chức phòng chống đảm bảo an toàn và vẫn duy trì được sản xuất trong công ty. Do tác động của cơn bão số 3, nhiều đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cũng chịu ảnh hưởng đến hoạt động. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong công tác phòng chống và khắc phục, đến nay các đơn vị này cơ bản quay trở lại nhịp độ sản xuất bình thường. Cơn bão đi qua thì Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa cũng đã trao đổi lại các doanh nghiệp. Đến giờ phút này thì đối với các doanh nghiệp thì cũng không thấy phản hồi những cái việc thiệt hại. Tuy nhiên thì đối với địa phương thì cũng trao đổi và động viên các doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện để đảm bảo trong cái việc là sản xuất kinh doanh. Với việc chủ động triển khai nghiêm túc các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhìn chung các đơn vị khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ứng phó kịp thời, giúp giảm thiểu tới mức tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo hoạt động và duy trì ổn định cho cuộc sống của người dân khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên 90% số vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức chủ quan và thiếu hiểu biết của người điều khiển phương tiện. Điều này cho thấy việc thay đổi ý thức và nâng cao hiểu biết của người tham gia giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Để làm được việc này, biện pháp tuyên truyền giáo dục là phổ biến và hữu hiệu hơn cả. Cháu tham gia giao thông mà quên không mang giấy tờ xe và đăng ký lái xe đi ạ. Hôm nay em không đội mũ ạ, tại em quên. Em mắc là không mũ, không gương, không đăng ký xe. Đó là những lỗi vi phạm mà lứa tuổi thanh thiếu niên thường mắc phải khi tham gia giao thông. Những lỗi này xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức của bản thân người vi phạm. Bởi vậy, trong các buổi tuyên truyền, giao lưu, tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, lực lượng chức năng thường đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với đó là những nguy hiểm và hậu quả từ sự chủ quan, thiếu ý thức và thiếu hiểu biết. Những buổi tuyên truyền giúp ích được cho học sinh, sinh viên về hiểu hơn về pháp luật. Qua tuyên truyền em đã có nhiều kiến thức hơn. Khi tham gia giao thông em cũng cảm thấy tự tin hơn. Với những kiến thức cần có thì em đủ tự tin để em có thể biết là mình đúng hay mình sai. Với sự đa dạng hóa hình thức tuyên truyền,
việc tiếp nhận những kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông sẽ trở nên sâu sắc hơn, góp phần từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Khi mà thực hiện những công tác tuyên truyền thì quay lại nhà trường vào những cái lần sau thì chúng tôi thấy rằng là đối với những buổi tuyên truyền trước đây thì các em cũng đã có được cái ý thức và cái nhận thức nó tốt hơn. Trong quá trình mà giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông như vậy thì chúng tôi thấy rằng là các em cũng đã tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi và cũng đã trả lời chính xác với những cái đáp án mà chúng tôi đưa ra. Văn hóa giao thông thể hiện nét đẹp, sự văn minh của xã hội. Thông qua tuyên truyền để xây dựng văn hóa giao thông, từ thay đổi nhận thức và hành vi là giải pháp bền vững và hữu hiệu, cần được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn 3797 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tùy điều kiện đặc thù của cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Tiếp tục tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ đã được cụ thể hóa, hoàn thiện xây dựng, trình ban hành các quy định thuộc phạm vi thẩm quyền để thực hiện luật bảo vệ môi trường năm 2020. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bố trí huy động nguồn lực, xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tập trung, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Hoàn thành và duy trì thực hiện tốt tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa. Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh rạch. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, gìn giữ, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.